rộng lâu lắm. Chị Xuân này, ôi dồi. Gì thế mà trở ra? Đó, chắc là quần nó cọ vào. Ờ, ông ấy. Ôi giời. À vâng, chắc là quần nó cọ vào tổ. Yêu thì đi ấy. Còn dưới bãi dưới kia biết thấy mặt bố của lên luôn thì sao tiếp đây lên người. Yêu thiếu ông thế này. Lâu lắm thì thím trả rồi. Chồng nhà thím bây giờ hết rồi. Nhà thím vừa rồi này cái muối ấy hết sạch hả? Cháu dầu vào cái sạch đi này, anh Thanh em cứ nói là cháu cứ nhổ ở ngoài này ăn trước. Thế anh Thanh bảo là đi nó đi nó dặm ấy vướng. Ở đây thế nhà thím đây ấy cái hồi mẹ ấy đây thì chắc bảo là thì chị đổ về mà. Đây là cháu mua củ ở quán về cháu cấy. Hồi xưa bảo là chị ơi thế đây thì hồi xưa thì mẹ chồng ở đâu? Cháu chắc là rồng ở dưới mẹ cháu rồng dưới kia chắc không sống hay sao ấy. Này, này đây là tay nữa này, cua vào tay. Vâng. Chết rồi. Vâng, làm thế thì còn cái gì nữa thím?